Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong các clip trước thầy đã tiến hành ôn tập cũng như là nói chung là trong sách giáo khoa thì thầy đã ra hết tất cả ở học kỳ 1 và học kỳ 2 của phần toán học, cơ cả toán đại và toán hình rồi nha. Còn những clip này thầy quay bổ sung để chúng ta có cái để chúng ta tuần nào chúng ta cũng có học nha. Ok. Như vậy thì theo phân phối chương trình thì ở tuần 13 tiết 38 là chúng ta sẽ kiểm tra một tiết đầu tiên ở trong cái chương 1 này, sau khi chúng ta học xong cái bài mỗi chương nhỏ nhất. Ok, như vậy thì thầy sẽ quay cho em tổng cộng là ba đề kiểm tra một tiết thầy tự ra để chúng ta có cái gọi là tham khảo. Ở đây thầy không biết là các em học trường chuyên hay là từng vùng miền thì cái đề nó khác nhau các em nhé, nhưng mà ở đây thầy theo thầy thì những cái bài này nó rất là cơ bản và nó cũng rất là hay, chúng ta có thể áp dụng. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang đề 1 nha. Lớp của thầy Quang nha. Tiếng của thầy bữa nay các em thấy nó khá khác đúng không? Tại vì thầy dạy từ lúc 4 giờ rưỡi sáng thầy quay nên cái tiếng nó chưa được thanh cho lắm các em nha. Bữa nay thầy quay là vào ngày 18 các em. Sắp tới ngày của thầy, nhưng mà thầy mặc dù thầy rất cố gắng, rất bận nhưng phải quay cho em để chúng ta tham khảo nha. Ok. Nên là chúng ta phải nhớ like, comment, chia sẻ video giúp thầy để ủng hộ thầy em nhé. Ok, cảm ơn các em. Chúng ta sẽ đi sang đề 1. Cái đề 1 này thầy ra tổng cộng là ở chỗ đây đáng lẽ 6 câu em. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 5 và câu 6 nhé. Do thầy đánh bị nhầm ở chỗ đây 2 câu. Câu 2, câu 2 cũng không sao các em nhé. Chúng ta đi sang câu 1 nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu số 1 em. Cái đề này là tương đối dễ chứ chưa khó nha. Trong ngày mai thầy sẽ quay một cái đề nó khó hơn một tí nha. Trong các số sau đây, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5. Ở đây chúng ta dựa vào cái dấu hiệu chia hết cho 2 và cho 5. Như vậy số mà đã chia hết cho 2 thì tận cùng, chữ số tận cùng của số đó phải là chữ số gì các em? Là chữ số chẵn, được chưa nào? Còn số mà để chia cho 5 thì tận cùng của cái chữ số đó phải là chữ số gì? 0 và 5, 0 hoặc là 5, được chưa nào? Như vậy thì ở đây dựa vào đó thì chúng ta sẽ xét các cái chữ số tận cùng này, 0 này, 5 này, 6 này, 4 này. Chúng ta chia cho 2 thì sẽ có tận cùng là chữ số 0 này, 6, 4. Như vậy số này sẽ chia cho 2. Còn số chia cho 5 thì có hai số này, tại vì tận cùng là chữ số 0 và 5. Ở đây các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây em đang ghi trả lời vô. Số chia hết cho 2 là số chia hết cho 2 là, đó chính là số 6740 126 với lại 4604 sẽ là những số chia hết cho 2. Bài này rất dễ đúng không em? Số chia hết cho 5 là, như vậy thì ở đây đó chính là số 6740 với là 2175. Theo thầy thì chúng ta khi thầy đưa cái đề ra như thế này thì chúng ta nên làm trước nha. Chúng ta nên làm trước, sau đó chúng ta mới mở video của thầy lên để chúng ta so sánh cái kết quả và cách trình bày của thầy. Như thế thì hiệu quả hơn, cho chúng ta không nên xem thầy giải trước mà chúng ta nên để cái đề đó, chúng ta bấm dừng lại, sau đó chúng ta giải. Chúng ta giải xong, sau đó chúng ta mở video của thầy lên để chúng ta đối chiếu kiểm tra chúng ta bị sai cái gì, liệu chúng ta có được 10 điểm trong cái đề bài, trong cái đề thi này hay không. Các em hiểu ý thầy nói đúng không nào? Ok, chúng ta sẽ đi sang ở cái bài số 2 nhé. Đây là bài số 1 kết quả này các em. Ta đi sang bài số 2. Ta đi sang câu 2 các em. Tìm A. Ở đây người ta gọi là tìm A bằng bao nhiêu đó. Để cho cái số 21A chia hết cho số 3 với lại là số 5. Thầy đang tóm tắt cái đề bài nha. Như vậy thầy phân tích một xíu này. A ở đây là nó thuộc cái chữ số tận cùng. Cái chữ số tận cùng mà để chia hết cho 3 và cho 5. Thì chúng ta căn cứ vào dấu hiệu. Thứ nhất là chia hết cho 5 trước đi.
Thì cái chữ số A này nó phải là gì? Nó rơi vào hai trường hợp, đó chính là số 0 và số 5. Như vậy A này chỉ có thể là số 0 hay số 5. Sau đó chúng ta xét tới trường hợp chia cho 3 để chúng ta loại. Nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ xét từng trường hợp. Giả sử như A này bằng 0 thì dấu hiệu chia cho 3 là tổng các chữ số em ạ. Tổng các chữ số cộng lại mà chia cho 3 thì số đó sẽ chia cho 3. Các em hiểu không nào? Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ lập luận và chúng ta giải đây ra. Giải. Như vậy thì chúng ta lập luận hai ý như này. Để 21A mà chia hết cho 5. Cho 5. Đó là, thì phải có tổng cùng là 0 hoặc là 5. Chúng ta phải lập luận như thế. Được chưa nào? Để 21A chia hết cho mấy em? Chia hết cho 3. Có đúng không? Phải có gì? Nhớ là dấu hiệu chia hết cho 3 và cho 9 là phải tổng các chữ số các em nhé. Phải có tổng các chữ số. Chia hết cho 3. Đó. Như vậy thì từ đây chúng ta sẽ tiến hành xét trường hợp với A bằng 0. Với A bằng 0 á thì chúng ta thế cho chỗ đây bằng 0 thì chúng ta lấy 2 cộng 1 cộng 0. Đó nè. Ta có là 2 cộng 1 cộng 0 thì bằng 3. Có chia hết cho 3 không anh em? Có, chia hết cho 3. Đó. Với A bằng 5. Ta có 2 cộng 1 cộng 5 thì bằng mấy? Bằng 8. Số 8 có chia hết cho 3 không em? À không. Như vậy thì ở đây chúng ta ghi đây là 0 chia hết cho 3. Vậy tóm lại A này sẽ bằng mấy? Bằng 0 này. Đó nè. Vậy A bằng 0. Và chúng ta kết luận cái số cần tìm. Cái số cần tìm là 200. 210 thì nó sẽ vừa chia cho 5 và vừa chia cho 3. Ok, cái đề bài nghe. Bài giải đây. Ta phải lập luận quan trọng chúng ta hiểu rồi, nhưng khi chúng ta đặt bút vào, chúng ta trình bày nó phải đầy đủ tất cả các ý. Phải có kết luận này nọ thì chúng ta mới đạt được số điểm tối đa là điểm 10 được em. Chứ không là giáo viên sẽ trừ cứ 0,25 điểm, 0,25 điểm là trừ hết đấy các em. Nhớ nha. Rồi chúng ta sẽ đi sang câu tiếp theo. Rồi chúng ta câu tiếp theo em. Đây là câu 3 đây các em nha. Cứ chúng ta đánh xuống nha. Tổng phải hiệu sau có chia hết cho 3 hay không? Thì chúng ta đã biết học về công thức. Nếu đây này, thầy nhắc lại công thức này. A chia hết cho gì? M. B chia hết cho M. Thì từ đây chúng ta suy ra cái tổng A cộng B này sẽ chia hết cho M. Ngược lại nếu ở đây không chia hết thì chỗ đây sẽ không chia hết. Hiệu cũng vậy. Ở đây trừ cũng vậy. Ok. Căn cứ vào công thức này chúng ta sẽ xét từng số. Ở đây câu A này. Bây giờ ở đây chúng ta thấy này. 1, 2, 5, 1. So với số 3. Bây giờ chúng ta cộng các chữ số lại. 1 cộng 2 là bằng 3, 3 cộng 5 là bằng 8, cộng 1 bằng 9. Chứng tỏ số này 9 sẽ chia hết cho 3, chứng tỏ số này sẽ chia hết cho 3. Đó. 5, 3, 1, 6. Giờ chúng ta cộng lại. 5 cộng 3 là bằng 8 này. 1 là 9, 9 cộng 6 là bằng 15, chia hết cho 3. Cái này, số này sẽ chia hết cho 3. Cái hiểu nào? Ở đây chúng ta vi này. Đó. Chưa nào? Từ đây chúng ta sẽ suy ra 1, 2, 5, 1 cộng 5, 3, 1, 6 sẽ chia cho 3. Chỗ thầy đang mưa các em ạ. Chỗ em có mưa không? Chỗ thầy đang áp thấp nhiệt đới. Đang mưa và rất là lạnh. Thầy phải mặc áo ấm này các em. Đây, mặc áo ấm này. Đó.
Hiện tại bây giờ là 5 giờ các em ạ. 5 giờ, 5 giờ kém. Thầy rất là vì học sinh các em. Rồi, câu B nè. 120 nhân cho 3, cái số này chắc chắn sẽ như nào? Tại vì có số 3, thừa số ở đây chắc chắn nó sẽ chế cho 3 này. 127, 1 cộng 2 cộng 7 là bằng 10 thì không thể nào chế cho 3 được. Như vậy cái này không chế cho 3. Vì này, từ đây ta suy ra cái hiệu 120 nhân 3 trừ 127. Cái này như nào? Có chế cho 3 không? À, không chế cho 3. Vậy thôi, được một điểm. Ok, chúng ta sẽ đi sang câu tiếp theo nhé. Đây là câu số 3 các em. 3 nghe thành 4 đó. 4 này. Tìm câu A này. Bội chung nhỏ nhất của 20 này. 28 với 140. Đó là chúng ta cũng sẽ thực hiện 3 bước. Bước đầu tiên sẽ phân tích ra thừa số nguyên tố. Bước thứ hai là chọn thừa số chung và riêng. Bước thứ ba là chúng ta sẽ tích các thừa số lại và lấy số mũ là lớn nhất, được chưa? Bằng này, 28 bằng này, 40 bằng. Tại vì những cái số này là số rất là nhỏ nên thầy sẽ tiến hành phân tích nhẩm bằng miệng luôn để các em thấy. Số 20 này sẽ bằng 4 nhân 5 này, 4 thì bằng 2 mũ 2. Như vậy thì chúng ta có bằng 2 mũ 2 nhân 5 này. Các em hiểu nào? Còn không thì chúng ta sẽ đặt cột dọc ra để chúng ta làm. Ok. 28 thì bằng 4 nhân 7, 4 thì cũng bằng 2 mũ 2 nhân 7, được chưa? 40, 40 thì bằng bao nhiêu em? 40 thì bằng 5 nhân 8. 8 thì bằng 2 mũ 3 ha. 2 mũ 3 nhân 5. 8 5 40 đúng không? Rồi. Bây giờ thầy sẽ tổng hợp bước 2 và bước 3 lại luôn. Thừa số chung là số 2 này, riêng là số 5 và số 7. Lấy số mũ lớn nhất ở đây là 2 mũ 3 này. Được chưa? Như vậy đây bằng 8 này, nhân 5 này, nhân 7 này. Ok. Như vậy đây 8 5 40 nhân 7 không? 74 28 nhưng mà bằng 280. Đó, vậy. Bội chung nhỏ nhất của 20 28 40 nó sẽ bằng là 280. Thầy bị viêm mũi dị ứng cứ hít hít nhá. Rồi, ta có câu B em. Ước chung ba mươi bốn hai. Những bài này là những bài rất cơ bản em. Ở đây á, riêng cái bài này có hai cách giải em. Cách thứ nhất á, là chúng ta sẽ đi tìm ước chung lớn nhất của hai số này, sau đó chúng ta đi tìm ước của cái số đó. Cách thứ hai, tại vì cái bài này á, những số liệu này nó nhỏ nên là chúng ta đi tìm theo kiểu liệt kê luôn nhá, kiểu liệt kê dưới dạng tập hợp á. Như vậy chúng ta đi tìm ước của 30 này, lại ước của 42, sau đó các em sẽ lấy các ước chung những cái số giống nhau ha. 30 thì chắc chắn có 1 này, 2 này, 3 này, 5 này, 6 này, hay như là 10, 15 với lại 30, được chưa? 42 chúng ta có 1 này, 2 này, hay như là 3 này, 6 này, 7 này, 14, 21 với lại là 42. Như vậy thì từ đây chúng ta suy ra cái ước chung của 30 với 42. Ta lấy những số giống là 1 này, 2 này, 3 này, 6 này. Hết nốt nè. Rồi. Rất cơ bản. Từ cơ bản rồi từ từ mới nhảy lên được em. Đề đầu tiên nên thầy cho rất là dễ. Câu C em. 26 39 1. Ước chung lớn nhất 26 này, 39 này, 1. Cái này không cần làm em. Nếu cái số này nó khác số 1 thì chắc chắn ta phải phân tích ra từ số nguyên tố rồi chúng ta làm. Nhưng mà ở đây á, 26
26391 thì ước chung lớn nhất của ba số này chắc chắn sẽ là bằng số mấy? Số 1. Không cần phân tích và không cần làm luôn. Ok. Đây. Rồi chúng ta sẽ đi sang câu số 5 nhé. Ta đi sang câu số 5 nghe em. Cái dạng này luôn luôn có trong đề kiểm tra của các em nhé. Nhưng mà ở mức độ khó hay dễ hay trung bình thôi. Chắc chắn là sẽ có những cái bài tìm bội chung hoặc là ước chung mà dưới dạng bằng chữ các em nhé. Ok. Hoặc là ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất, được chưa? Chỗ thầy mưa hơi to, các em có nghe không nào? Nhưng mà nếu thầy dừng lại thì thầy không có thời gian để quay cho các khối khác các em ạ. Đề bài như sau em. Hai bạn Nga và Mai thường đến thư viện đọc sách. Nga cứ 7 ngày, đây này, các em phải nhớ cái số liệu này. Nga cứ 7 ngày đến thư viện một lần. Mai là cứ 10 ngày thì đến thư viện một lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Đấy, cái dạng đề này là như thế. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng đến thư viện. Đó, nhưng mà cái dạng này chúng ta gặp rất là nhiều đúng không nào? Người ta gọi cái gì thì chúng ta sẽ người ta hỏi cái gì thì chúng ta gọi cái đó, được chưa nào? Ở đây người ta hỏi là hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng đến thư viện. Như vậy chúng ta sẽ gọi cái số ngày mà hai bạn Nga và Mai đến thư viện cùng một ngày. Đó chính là A ngày. Như vậy thì ở đây chúng ta căn cứ vào này. Nga thì cứ 7 ngày đến một lần, còn Mai thì 10 ngày đến một lần. Như vậy thì cái số ngày để hai em mà cùng đến thư viện này, cùng đến thư viện hiểu nào, cùng đến thư viện vào một ngày, đó chính là gì? Đó chính là bội hay là ước? Đó chính là bội chung của bao nhiêu? Của 7 và 10. Thì là cái số đó phải chia hết cho 7 và cho 10. Có được chứ nào? Đó. Ok, các em hiểu nào? Như vậy thì để hai em mà cùng đến thư viện vào một ngày mà lần tiếp theo, nghĩa là phải nhỏ nhất. Nhỏ nhất thì đó chính là cái A này, đó chính là bội chung mà phải gì? Nhỏ nhất của 7 và 10. Sau đó chúng ta đi tìm bội chung nhỏ nhất của 7 và 10 ra, thì đó chính là cái ra được cái số nào, thì đó chính là cái số ngày để Mai và Nga cùng gặp nhau ở cái lần tiếp theo. Các em hiểu không nào? Đó. Có thể là gặp nhiều lần nhưng mà ở đây người ta nói là tiếp theo nên chắc chắn ta phải lấy là bội chung nhỏ nhất. Chứ người ta không nói là lần tiếp theo mà hỏi là sau ít nhất hỏi sau ít nhất là cái tìm cái số ngày mà để mà hai bạn cùng gặp thì có rất là nhiều nhiều số chứ không phải là một số đâu các em nha. Tao phải hiểu thế. Nhưng mà chúng ta trình bày ra. Như vậy thì ở đây chúng ta bước đầu tiên chúng ta sẽ gọi số ngày để hai bạn Nga và Mai lại cùng đến thư viện vào một ngày là gì? Là A, và cái đơn vị ở đây chính là ngày nghe mà. Cái đơn vị ở đây chính là ngày, được chưa? Chúng ta lặp lại tiếp. Nga cứ mấy ngày nào? 7 ngày đến thư viện một lần, còn Mai cứ gì? Cứ 10 ngày đến thư viện một lần, được chưa nào? Thì cái số ngày để hai em cùng đến thư viện vào một ngày là gì? Là bội chung của bao nhiêu em? Của 7 và chúng ta phải lập luận như này, chúng ta phải đạt điểm tối đa nha, chứ chúng ta không lập luận là thầy cô sẽ trừ điểm em hết đấy. Để hai em
cùng đến thư viện vào một ngày lần tiếp theo. Sau lần tiếp theo sau thì gì em, thì cái số ngày phải là gì, phải là bội chung nhỏ nhất của bao nhiêu, của 7 với lại 10, em hiểu nè. Bây giờ chúng ta phân tích ra, 7 là 7 này, 10 thì bằng 2 nhân 5, nghĩa chúng ta đi tìm bội chung nhỏ nhất ấy. Đó nè, từ đây chúng ta suy ra A này sẽ bằng là bội chung nhỏ nhất của 7 với lại 10, thì chúng ta lấy chung và riêng, ở đây không có chung thì chúng ta lấy riêng, lấy 2 nhân 5 nhân 7 thì kết quả ra đây là bằng 70. Đó, ta kết luận ở đây vậy. Sau 70 ngày thì cả hai em lại cùng đến thư viện. Em thấy nghe đang mưa. Vào một ngày lần tiếp theo, thầy chưa ăn sáng đâu đâu các em, mặc dù bụng rất là đói nhưng mà phải quay cho xong cái đề đây mới ăn sáng. Rồi chúng ta xem cái đề này thầy nè, các em phải tự làm trước nha, sau đó chúng ta đối chiếu cách trình bày kết quả của thầy để chúng ta sau này chúng ta tự làm, chứ lúc mà các em làm thì thầy đâu có ngồi đó đâu mà hướng dẫn, đúng không? Đó, các em phải hiểu như thế, học như thế nó mới tiến bộ được các em nhé. Chứ mà cứ chép của thầy giống như một con vẹt không biết cách xử lý và biến đổi thì chúng ta không bao giờ mà chúng ta tiến bộ được, thầy nói thật sự là như vậy. Ok, được chưa? Chúng ta sẽ đi sang bài cuối cùng, là cuối cùng nha. Rồi chúng ta đi sang bài cuối cùng, ta đi sang bài cuối cùng em, câu 6 nè. Tìm số tự nhiên A lớn nhất, nhớ này. Đó, lớn nhất, biết rằng 60 và 504 cùng chia cho A, cùng chia cho A và A lớn nhất thì chắc chắn chúng ta phải đi tìm gì em, ước chung lớn nhất, ước chung lớn nhất của 60 với lại là 504. Ha, ở đây nó có là ta có thể tóm tắt cái đề bài như này: 60 chia cho A này, 504 cũng chia cho A, và A này là lớn nhất. Từ hai cái này á, là chúng ta suy ra, vì này suy ra A này nó sẽ thuộc cái ước chung của 60 với lại 504, do A là số tự nhiên lớn nhất nên suy ra A nó phải thuộc gì, ước chung lớn nhất của 60 với lại 504. Thì bây giờ chúng ta chỉ việc phân tích và tìm ra thôi. Như vậy 60 bằng này, 504 bằng này. Như vậy 60 á, chúng ta có thể nhẩm được không em? 60 thì bằng 5 nhân cho 12. 5 nhân cho 12, 12 thì bằng 4 nhân 3. 4 thì bằng 2 mũ 2. Như vậy chúng ta 60 này chúng ta mình 2 mũ 2 nhân 3 nhân 5 này. Riêng 504 thì chắc chắn phải phân tích ở ngoài nháp rồi. Rồi, thầy phân tích ở trong tờ giấy này luôn cho các em thấy nhé. Đầu tiên chúng ta phải chia cho mấy này? Các em. Chúng ta phải chia cho 2. À, đúng không nào? Chia cho 2. Nhưng mà chia 2 thì bằng bao nhiêu này? 50 chia 2 2 5 25 2, đúng không nào? Chia 2 tiếp em. Chia 2 thì đây là bằng 126. Đúng không nào? Chia 2 tiếp. Sau 3. Sau 3 chia 2 được không? Không chia 2 được. Chia 3 chắc chắn là được bằng 21. Chia 3 được 7. 7 chia 7 được 1. Ở đây. Như vậy 504 sẽ bằng là 2 mũ
3 mũ 2 nhân 7. 2 mũ 3 nhân 3 mũ 2 nhân 7. Đúng chưa? Như vậy thì ở đây, từ đây chúng ta suy ra ước chung lớn nhất của 60 504. Chúng ta lấy thừa số chung và lấy số mũ nhỏ nhất em nhé. Chung ở đây là 2 với lại 3. 2 đây là 32, chúng ta lấy mũ 2. 1 với 2 chúng ta lấy mũ 1. Như vậy tức là đây là bằng 4 nhân 3 là bằng 10. 12. Vậy A sẽ bằng 10. 12. Ok. Được chưa? Các em đã hiểu không nào? Rất là dễ hiểu đúng không? Tới đây thì thầy xin tạm dừng. Thầy chúc cho các em là có một cái bài kiểm tra ở trên lớp đạt điểm số tối đa là 10 điểm. Khi nào được 10 điểm thì chúng ta khoe thầy nhé. Ngày 20 tháng 11 thầy không cần gì hết các em, mà thầy chỉ cần những cái điểm 9 và điểm 10 của em tặng thầy là được rồi. Ok, cảm ơn các em đã theo dõi hết clip của thầy. Xin chào và hẹn lại các em trong cái đề thứ hai vào ngày mai các em nhé. Đây các em. Rồi, chào các em nhé.